Chị là mạnh thường quân của em Tiên luôn á hả? Của tất cả mạnh thường quân của em Tiên luôn Dạ. nhờ tụi em không, mà bây giờ gia đình nó thậm chí còn muốn xây nhà cho nó luôn, nhìn Dạ. ông ngoại bà ngoại nó. Nhưng mà bây giờ nó chửi, nó thiệt em, nó chửi là nó bị tác động gia đình nó xúi nó luôn á, chứ đừng có nói Gì ghê chứ vậy? nó định tác động gia đình nó luôn á, mẹ của bé My á, mẹ của con My, chứ đừng có nói bé My bé Tiên. Nhưng mà bây giờ mình mới nhìn ra cảnh nó là con Tiên, lý do là sao mà ăn xăng ăn lửa, cái thái độ cách sống là sao nó mới bị thằng thằng nó phóng hỏa. Ổng đầy người mà nó còn mê trai, còn giữ lợ lấy lợ chị. Có biến Tiên và My bất ngờ mạnh thường quân gọi rút tiền lại. Hôm nay chị gọi cho em có gì không chị? Chị gọi cho em là chị xin số điện thoại của con My để chị dạy nó. Dạ. Cái lúc đầu á là chị coi chị theo dõi các tên của các em nhiều lắm. Dạ. Tên của Phật Tấn, thầy giáo đồng, với của em nè, với Nhàn nè. Đó, như mà nhiều nhiều kênh lắm, nói chung gian vậy. Dạ. Rufus. Mà chị cũng là một mạnh thường quân à, chị là mạnh thường quân của em Tiên luôn á hả? Của tất cả mạnh thường quân của em Tiên luôn. Dạ. Chị chuyển khoản cho nó, giúp đỡ cho nó 3 triệu là lúc đầu á, cái lúc mà Phạm Tấn chưa gom nó cho số điện thoại từ đó đó. Dạ. Đó. Nhưng mà cái lúc mà nó chưa có được hỗ trợ giúp đỡ á thì nó van xin. Trời ơi, mình thấy mình sốt ruột sốt gan lắm. Nhưng mà giúp đỡ rồi có khoảng thời gian sau nè, tiền nhiều quá, ba bốn trăm triệu rồi, thấy nó trở mặt rồi cái con My á. Mà mình không ngờ là gia đình nó vậy, kể cả bà ngoại nó luôn. Bà ngoại nó lúc đầu đi cờ lết, Phạm Tấn còn thương nữa, mọi người còn thương. Mình giúp đỡ là mình hỗ trợ cả gia đình để cho ông bà ngoại nó luôn. Nhưng mà bà ngoại nó sau này cũng thay đổi tính tình, cả con mẹ của con My luôn. Dạ. Đó. Nhưng mà hỏi em chứ, bởi vì bây giờ mình giúp mình mới thấy lầm. 3 triệu đó với chị á, chị cũng tiết kiệm để mà chị hỗ trợ, chị lấy cái phước cái đức chứ. Dạ. Nhưng mà bây giờ em thấy không, tất cả các kênh YouTube đều nản, tất cả mọi mạnh thường quân đều hối hận. Thì bây giờ chị chỉ nhờ chị giúp nó rồi thôi bỏ. Nhưng mà những mạnh thường quân sau này giúp quá nhiều thì chị chỉ yêu cầu và cầu mong sao các em YouTube á lấy lại, còn giữ lại đồng tiền đó thì giúp cho những hoàn cảnh khác người ta khó khăn hơn, như mà người ta biết ơn biết nghĩa, chứ không phải như nó chửi bới các em YouTube, giống như là YouTube giống như là nhàn tận tình ghê chưa. Chỉ có Phạm Tấn là nó chưa dám chửi thôi. Yeah. Tại vì Tấn theo sát cánh nó quá, kể cả bây giờ bà ngoại nó cũng trở mặt đó em. Yeah. Nói không nghe lọt lỗ tai chút nào. Gì? Con mẹ của con My cũng vậy, con mẹ của con My cũng vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói thẳng ra, bây giờ sau này chị giúp đỡ thì chị theo dõi gần sát chị mới giúp đỡ nữa, chứ chị không phải mà chị bung ra từ đầu vậy đâu. Dạ chị ơi, cho em hỏi là hình như là em nghe anh em nói là hình như là có bé My đi hàng xóm chửi mạnh thường quân ông sầm, mà đúng có hay không nữa? Thì cái đó là chị chưa khẳng định được, chị thấy là nó ngồi ở quán nước đồ nó chửi Nhàn đồ này kia đó. Trời ơi vậy đó hả chị? Cái dạng đứng cái tặng nó ở bệnh viện Chợ Rẫy, nó đã chửi Nhàn rồi. Dạ. Chửi em Nhàn rồi. À, dạ. Mà hỏi em chứ bây giờ nhìn nó là giống như đàn em của giang hồ vậy. Cái Phạm Tấn vô nhà nó, chị theo dõi luôn, nói chuyện với nó mà cái dáng đứng của nó đó, với cái nét mặt của nó giống như giang hồ, với kể cả bà ngoại nó luôn. Yeah. Mình làm thôi, mà thật sự là các em rất là cực khổ. Các em rất cực khổ, khô nước mồm nước miếng, bỏ công cả ngày mưa gió lặn lội đi kêu gọi mạnh thường quân và tới lấy tin tức nhà nó, mưa tầm tã luôn. Mà nó phủi ơn đến mức độ vậy đó là các em thấy các em không có công tác gì luôn á. Nhờ tụi em không, mà bây giờ gia đình nó thậm chí còn muốn xây nhà cho nó luôn. Yeah. Nhìn ông ngoại bà ngoại nó. Nhưng mà bây giờ nó chửi, nó thiệt em, nó chửi là nó bị tác động gia đình nó xúi nó luôn á, chứ đừng có nói. Gì ghê vậy? Tác động gia đình nó luôn á, mẹ của bé My á, mẹ của con My, chứ đừng có nói bé My bé Tiên. Nhưng mà bây giờ mình mới nhìn ra cảnh nó là con Tiên, lý do là sao mà ăn xăng ăn lửa, cái thái độ cách sống là sao nó mới bị thằng thằng nó phóng hỏa.
đó là cái hậu quả của nó phải lãnh. Bởi vì mình giờ mình thấy thân thể nó vậy, giờ mình không phải nói chị với tôi là chị nhìn chị thấy bà ngoại nó đi bán vé số, giờ ông ngoại nó vậy, thấy cái gia cảnh vậy đó. Chứ ví dụ một mình con tiên chắc chị cũng không có giúp vậy đâu em. Dạ. Đang ở với chồng, ở chồng cho chồng thất tình, bỏ con, người ta bỏ chồng chứ không bao giờ người ta bỏ con, mà nó bỏ hẳn con nó bên chồng nuôi luôn, chồng nó nuôi luôn. Giờ nó đi chặt bè thằng này thằng kia, giờ cái thái độ của nó đó, chảnh chó đó, thì nó mới bị tạt xăng mà đốt. Yeah. Nó thiệt chứ, đã nó nằm quò quẹt mà nó còn muốn nhàn săn sóc đó mà. Trời vậy đó hả? Ghê vậy. Nó nói là có nhàn lại đút cơm, đút cháo cho nó mới vui, nó nằm nó phỏng đầy người mà nó còn mê chơi. Trời ơi. Hỏi nhà cục đi, nó lên bệnh viện Chợ Rẫy nó nằm rồi mà nó không chịu người ta thay băng. Nó nói với con My là xuống kêu nhàn lên đi, đứng gần nó mới cho người ta thay băng đó. Trời đó, ơi. Vậy mà nó còn mấy nhàn đó. Dạ. Thành ra gia đình này là cổ, gia đình này là không có tâm đức gì hết. Con này nó mê trai quá, cái thái độ nó sao thì nó mới bị thằng đó phóng quả. Cả bà ngoại nó luôn, cả cái con mẹ của con bé My luôn, bây giờ cũng nói xấu luôn Túc, cũng nói xấu các em luôn. Dạ. Ý đấy, bây giờ tiền mà các em còn giữ, như Phạm Tấn còn giữ bao nhiêu, lỡ đưa nó rồi là thôi, còn giữ lợi lấy lợi. Chị phải nói là đòi lợi luôn nữa chứ đừng có nói. Để cho các hoàn cảnh khác rất, người ta rất là mang ơn. Có những hoàn cảnh khác em biết không, các em YouTube mà giúp đỡ người ta nói chứ đến chết người ta vẫn còn nhớ cái ơn đó. Người ta không biết làm sao để người ta chở cái ơn cho các em á. Kêu Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ á. Yeah. Phải nói là Mạnh Thường Quân giúp đỡ ơn một, như mà ơn của các em tới 10 lận. Tại vì không có các em là cầu nối, làm sao Mạnh Thường Quân biết. Yeah. Em biết không? Dạ. Yeah. Đó. Bởi vậy sau này á, các em mà đi giúp những hoàn cảnh nào á, các em đi tới cái xác minh á, thì các em nên đi tới hàng xóm, các em xác minh hàng xóm trước cái đã. Giống như cái kênh mà xin Du Phúc á, Phúc xin á. Dạ. Đó. Một mặt là tới đó, và một mặt hỏi những bà con phòng trọ lân cận coi gia đình này, hộ này nó như thế nào, hỏi hết. Chứ không phải là thằng các em xin Du Phúc á, thì tới ông bố xin Du Phúc á, em biết mà. Dạ biết. À, giúp ông bố nhiều lắm đó, tại chợ nhiều lắm, giúp cầu nói nhiều lắm. Nhưng mà khi giúp tại chỗ 5-6 triệu đi, uống cái tiền quỹ giúp đi, nhưng mà khi em xin đó, phải đi tới phòng trọ, phải đi tới nhà xác minh luôn á, là mới giúp sau này mới Mạnh Thường Quân mới gom tiền nhiều mới. Dạ. Giúp. Thì hôm nay á, chị là Mạnh Thường Quân mà trao tiền cho, hỗ trợ cho em Tiên á, thì tại sao mà chị hôm nay chị gọi cho em mà bức xúc dữ vậy? Tại vì nó lên nó chửi các em nhiều quá đi. Dạ. Du Phúc đó, nó chửi nó, tao bằng nó chửi thậm tệ nhàn cục á đó. Giờ bây giờ á, bình luận á, là những người dân mà bình luận để mà lấy tiền mà á, nó chửi, nó thách á, lấy lợi đi. Giờ nó chửi ông quan gì, nó nói mẹ con nó chửi ông quan gì mà nó cất nhà. Bây giờ người ta định lợi, những Mạnh Thường Quân định cất nhà lợi đó. Chửi luôn hả chị? Chửi luôn, cái con My á. Trời mẹ ơi. Giờ tới con mẹ nó luôn. Tới con mẹ nó luôn. Trời, hết xài luôn rồi. Là chị góp ý các em là sau này các em phải nói, chị nói thật sự là Mạnh Thường Quân á, biết ơn Mạnh Thường Quân một chứ biết ơn các em tới 10. Các em không đi cầu nói Mạnh Thường Quân làm sao mà lên kênh để mà người ta theo dõi, người ta giúp. Yeah. Mà chị là giúp thẳng nó luôn đó. Yeah. Đúng không? Vậy, rồi 3 triệu, 3 triệu chị là rút lại chưa hay là trao gọi chị? Trao nó rồi. Dạ. Dạ. Thì bảo vậy chị mới xin cái số điện thoại chị để chị dạy đời nó nè. À, nó có nghĩa là hôm nay chị gọi cho em là nhờ lấy số điện thoại của My, rồi xong rồi chị dạy cho My luôn hả? Không có số điện thoại My, em lấy số điện thoại của con mẹ nó cho chị. Dạ. Đó. Chị lỡ cho rồi, nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà chị dạy đời cái cách sống của tụi nó còn dài. Dạ. Nó còn dài lắm. Con My á còn dài lắm, nó đừng có sống cái giọng đó. Sau này có nó đi ăn xin cũng không ai cho nó đâu. Dạ. Giờ con mẹ nó nữa, con mẹ nó còn mạnh khỏe. Đó. Mà bây giờ các em, người ta bình luận các em YouTube á, nên giữ ai mà còn giữ số tiền Mạnh Thường Quân, lấy giữ lại đó để giúp hoàn cảnh khác, và đồng thời đã đưa nó rồi xin lấy bớt lại để mà
giúp hoàn cảnh khác thì con mẹ nó cũng muốn chụp, con mẹ nó cũng chửi ông ống luôn đó. Trời ơi, con mẹ ghê, mi trời, đó em. Dạ. Quá trời luôn, bây giờ phải nói là tất cả các mạnh thường quân hoặc là những người dân mà người ta theo dõi chương trình này, hoàn cảnh này, người ta đều bức xúc hết em. Dạ. Sau này các em có làm cầu nối, các em rút kinh nghiệm, phải xác minh hàng xóm. Dạ. Hàng xóm là một cái tổ của nó, cả một cái ấp của nó phải xác minh hết. Dạ. Mới là giúp nên kêu mấy là mới là mạnh thường quân theo dõi kênh của các em, ngưỡng mộ kênh các em. Dạ. Người ta theo dõi, người ta mới không hỗ trợ, để hỗ trợ những hoàn cảnh khác tốt hơn. Dạ. Chứ mà bây giờ mà mạnh thường quân người ta cho biết một số tiền nhiều quá trời, rồi xong rồi bây giờ lên chửi mạnh thường quân nữa là cái đó đều không được. Thí dụ mà một người ta giúp đỡ mình một miếng nước, mình cũng mang ơn cho người ta chứ đâu có chửi người ta như vậy được. Thành ra họ chửi các em YouTube quá. Dạ. Chửi các em YouTube quá, tại vì mạnh thường quân không phải là mạnh thường quân, chị nói rõ ràng là những người bình luận, người ta bình luận nó coi, bình luận nó thấy. Dạ. Là những em YouTube phạm tấn lấy tiền của mạnh thường quân, quý mạnh thường quân ở để mà giúp hoàn cảnh khác. Nhưng mà những mạnh thường quân mà giúp nó rồi là người ta té ngửa hết rồi. Dạ. Đó. Người ta cũng cần là lấy lại để thì nó chữ các em YouTube với ông Quang mà chuẩn bị làm nhà với mạnh thường quân mà làm nhà bây giờ đình lợi nó chữ đó. Dạ. Đó. Trời đất ơi, chị rồi vậy đi nha em. Dạ em rồi. Dạ. Đây là cái bài học kinh nghiệm của các em á, chị cũng cảm ơn các em nhiều lắm. Dạ. Đó. Không phải là cái gì chị giận là giận nó đó, bây giờ em làm sao em xin cái số điện thoại má của con My. Dạ. Hoặc là của thằng Phúc, hoặc là của thằng Phúc cha của con Tiên để chị giáo dục cái gia đình đó. Dạ. Nghe em. Dạ. Rồi em xin thành... Dạ em thành... Em chào chị chân... nha. Rồi chân thành cảm ơn các em nhiều lắm. Dạ. Nghe. Dạ chị ơi, cho phép chị cho em xin cái ghi âm này đăng lên trên mạng xã hội được không ạ? À? Ok. Dạ. Chị em đăng lên đó. Dạ. Nghe. Dạ rồi em chân thành cảm ơn chị, chúc chị gia đình sức khỏe nha. Rồi nhưng mà chị nhờ em á, là bây giờ em xin số con My không được á, nó bị chửi quá rồi, nó bỏ số đó rồi. Dạ. Chị xin số của thằng Phúc, kêu bằng cái gia đình này là bây giờ không còn tôn trọng nữa. Dạ. Cha Tiên và mẹ của con My để chị giáo dục là cái gia đình này mới được. Dạ. Nghe. Dạ rồi em chào chị ha. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Ở ba Tiên có nè. Tí nhắn vào chỗ.